Online courses can eliminate the learning barriers imposed by space. Kính chào quý anh chị em Facebook. Ngôn ngữ đóng một vai trò quan trọng trong đời sống thường nhật. Trao đổi với nhau trong mọi lĩnh vực, quan trọng nhất giúp cho hiểu được nhau nhiều hơn. Từ đó mới có được sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Tôi qua Mỹ năm 1981, đã bỏ qua đi thời gian trau dồi Anh ngữ, nên đã không thích nghi được nhiều trong đời sống của mình. Với tiếng mẹ đẻ, tôi đã để mất đi nhiều cơ hội và giảm đi năng lực cạnh tranh trực tiếp với những người thông thạo ngoại ngữ. Trên Internet phổ biến giúp cho những ai muốn cần trau dồi Anh ngữ tự học hoặc qua gián tiếp, có người hướng dẫn qua kỹ thuật hiện đại của Internet giúp cho ta học hỏi ngoại ngữ và học nói tiếng Anh mỗi ngày. Nên tôi đang thăm dò tìm hiểu trang Facebook với tựa đề 30 phút tiếng Anh mỗi ngày. Khóa học dạy trực tuyến một thầy giáo với một học trò. Đúng như quý vị nói, rất tốt cho mọi người có cơ hội học hỏi trau dồi Anh ngữ. Quý vị nào đã theo học rồi, xin cho biết kết quả học ra sao, giúp cho người khác biết được thực dụng cụ thể để quyết định cho mình một hướng đi. Chân thành cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị năm Nhâm Dần tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, an lành và thịnh vượng. It allows me to interact with my students as much as possible. Each student will have his or her own trainer, design private schedules and lesson plans to ensure that the curriculum is appropriate for each student's level and desires. Since then, students can make quick progress. And actually, no matter what the job is, you can be an accountant, a manager, a marketing staff, or even you are a singer or an actor, you can all attend the courses. LaMaster guarantees the quality of online teaching and learning to students through a commitment by contract, increasing at least one level after each course. For example, if you are at level A2, after one course, you can be B1 or B2. Coming to LaMaster, students can be assured of the teaching quality by enthusiastic and experienced teaching staff with a minimum score of 7 IELTS or 850 TOEIC. So thousands of English learners at LaMaster can speak English fluently. For that reason, they can gain their own confidence in both work and life. So, let's start learning English right away. Don't hesitate any longer and join with us in LaMaster online courses to experience yourself a modern and effective way of learning English, as well as to see your improvement every day in this hard time of pandemic.